chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tháng 7 cô hồn, bí mật làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý vị thân mến, khi còn trẻ, chúng ta thường không biết điều gì là quan trọng. Ta cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm một công việc tốt, được thăng chức, rồi có tiền mua nhà, mua xe là đủ. Thế nhưng đó không phải là hạnh phúc mãi mãi. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những thứ khác. Hãy dùng thời gian đó để phát triển bản thân, gần gũi thiên nhiên và cố gắng biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người. Trong 12 con giáp, các thầy tử vi đặc biệt chú ý đến tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trời sinh tốt tính, hiền lương, lại có phúc dày do tu tâm dưỡng tính. Nhưng cuộc đời thường có cuộc đời lận đận, vất vả, thổ tiền vận của họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, ăn sương nằm gió, chỉ mong có cuộc sống no đủ và gây dựng được sự nghiệp vững vàng. Tuy nhiên trong tháng 7 âm được xem là tháng đại hạn với bản mệnh, nếu lơ là sự nghiệp tiêu tan, làm đến đâu lỗ đến đấy, anh em quay lưng, nợ nần chồng chất, khổ sở quanh năm. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về cung mệnh và tính cách cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo tử vi phương Đông, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hay còn gọi là lập định chi hổ, hổ tự lập, ngũ hành bản mệnh, đại khê thủy, tướng xương, xương con cọp, tướng tinh con trâu, Giáp Dần nạp âm hành thủy do can giáp mộc, ghép với chi dần mộc, ta có can chi cùng thuộc hành mộc, còn nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Vì vậy, tuổi Giáp Dần có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở từ tiền vận cho đến hậu vận. Trong những năm xung tháng hạn, gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, vì tuổi này chứa nhiều mộc tính, nên dễ gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến các bộ phận gan, mật, thị giác khi lớn tuổi. Do đó, bạn cần lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Can giáp đứng đầu hàng can với tam hợp dần ngọ tuất sẽ được hưởng vòng lộc tồn chín vị. Đây là mẫu người trực tính, mang nhiều tham vọng. Họ luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm, không những riêng bản thân mà còn với tập thể, đồng bào, đất nước. Tương lai những người thuộc Giáp Dần đều sẽ thành công, có địa vị cao trong xã hội ở mọi ngành nghề, các lĩnh vực như tư vấn, giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Họ đều có những biểu hiện xuất sắc. Tuổi Giáp Dần có lộc nên kinh doanh có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay các lĩnh vực như văn phòng, liên quan đến gỗ, giấy, quần áo, vải vóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Thêm vào đó, tuổi Giáp Dần thông minh hơn người, thời niên thiếu thường vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Vì cầm tinh con hổ nên tính tình của người này thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm và có nhiều tham vọng, dù ở địa vị nào cũng không bằng lòng. Những người này có nhiều dũng khí, nên khi quyết tâm điều gì thì sẽ làm đến cùng. Tuy nhiên, đôi khi họ sẽ rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt vì quá tự cao vào bản thân, tạo nên nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Về mặt tình cảm, họ có đời sống tình cảm phong phú. Tuy nhiên, tuổi này thường gặp nhiều trắc trở trong tình duyên, dễ sống cô độc về già. Đổi lại, khi cần Giáp Dần cũng luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của bạn bè người thân. Tuy nhiên, sự nhiệt thành cao độ có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của họ. Giáp Dần cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và nạp thêm năng lượng. Cuộc đời của tuổi Giáp Dần ắt sẽ luôn có cái thiên tính nóng vội, mong thành tựu nhanh, mong thành công sớm, mong kết quả đây. Nhưng dĩ nhiên càng vội thì càng chậm lại càng rèn cái tính kiên trì, bình thản ở trong tâm. Cuộc đời của tuổi Dần ắt sẽ luôn bị thử thách với khả năng chịu đựng được hoàn cảnh khắc nghiệt, gặp những thử thách mà người bình thường không bao giờ phải gặp, chịu đựng sự đơn độc không phải cũng chịu được. Xem tử vi chọn đời tuổi 1974 cho biết, đây là người mạnh mẽ và độc lập. Người tuổi này luôn tự mình cố gắng giải quyết suôn sẻ mọi việc, không khó khăn sẽ không nhờ vả. Vì vậy mà được nhiều người yêu mến nể trọng, có mối quan hệ rộng, đường công danh sự nghiệp cũng vì thế được mở rộng, nhanh chóng thăng tiến. Bước vào tuổi trung niên, mọi sự ổn định và phát triển, gặp nhiều may mắn, có danh phận trong xã hội. Đây cũng là độ tuổi mà đường công danh của năm tuổi này đạt đỉnh cao và suôn sẻ nhất. Đường tài lộc cũng thăng hoa từ độ tuổi 30 đến hậu vận, cuộc sống an nhàn, ấm êm, tuổi già được hưởng phúc đức, có cuộc sống an nhàn sung túc bên gia đình. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của người tuổi nam mệnh Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, tuổi Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý.
kính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Phụ nữ tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Theo tử vi tuổi Dần, những người này hưởng thọ từ 68 đến 78 tuổi. Nếu sống thân thiện, hiền lành, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ. Đương số yêu một cách hết mình, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Họ yêu bằng trái tim và cảm xúc thật của mình, chân thành và trung thủy, tuổi Dần luôn đem lại niềm vui, tiếng cười cho người yêu bằng sự hài hước, thân thiện của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu, hết lòng vun đắp, xây dựng một mối tình trọn vẹn dài lâu. Bản mệnh nhờ có tài, lại hưởng lộc cách, nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi nhiều người đã có tích lũy tiền bạc rồi, càng về già cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Tuổi Giáp Dần đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng, trong tình cảm sóng gió nhiều. Nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, nên cuộc sống của họ đầy đủ và hạnh phúc. Tuổi này không phạm xung trong năm 2024, nên kế hoạch công việc diễn ra bình ổn, ít trục trặc. Tuy vậy, đây là một năm bình hòa với bạn, chưa có nhiều khởi sắc rực rỡ, vẫn cần phải chủ động cố gắng nhiều hơn. Nhưng dù sau đó cũng là tín hiệu khả quan đối với bạn, nên hãy cứ quyết tâm theo con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe năm nay không qua được thuận lợi, hanh thông, bạn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh tham công tiếc việc mà mệt thân. Công việc làm ăn, tài chính vẫn duy trì được trạng thái ổn định, thu nhập khả quan, gia đạo tình cảm không có gì phải lo lắng. Bạn được nhắc nhở nên chú ý lời ăn tiếng nói và hành động của mình cho kín kẻ, kẻo tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóp gây nhiều bất lợi. Bạn còn có điểm báo mất tiền mất của, chớ nên tin người thái quá mà bị lợi dụng lúc nào không hay. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, tuổi Giáp Dần thiên can giáp mộc, địa chi dần mộc. Trong tháng cuộc sống có nhiều biến động, thậm chí có những việc ngoài tầm kiểm soát, thì tốt hơn hết bạn cứ bình tĩnh đón nhận, vì khó khăn đến mấy thì mọi việc cũng sớm qua thôi. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, nguyệt lệnh bệnh nên thời gian này con giáp tuổi Giáp Dần trở nên trì trệ hơn, khá lười hoạt động. Có thể thời gian qua dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều, nhưng có thể họ chưa gặp được may mắn như mong đợi, nên bắt đầu thiếu đi ý chí chiến đấu và cố gắng. Thời gian này, bạn chẳng thể đợi có ai đó xuất hiện và kéo bạn ra khỏi sự buồn chán này. Bạn phải tự tìm cách để đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới, giúp bạn đi qua mỗi ngày thoải mái hơn. Tương xung gây ra những căng thẳng trong mối quan hệ từ tình cảm đôi lứa cho tới đồng nghiệp, người thân. Nguyên nhân chủ yếu là đương số hay giận hờn, bạn quá đề cao bản thân nên khi ai đó không làm đúng ý thì bạn giận. Đại hao khiến chuyện tiền nong cũng có thể là vấn đề mà bạn phải lo lắng khá nhiều trong tháng này. Có thể các vấn đề liên tục xuất hiện khiến bạn không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Giải thần giúp giải ách trừ hung, nhờ thế mà bản mệnh không lo vận hạn. Các khó khăn dù xuất hiện nhưng sau đó cũng nhanh chóng được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự cân bằng mà bạn muốn. Thực thần dự báo những buổi gặp gỡ ăn uống với mọi người diễn ra khá nhiều trong tháng. Có thể chính điều này giúp bạn được thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện tại, làm cuộc sống của mình tươi vui hơn với trải nghiệm mới cùng mọi người. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau. Nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Dần 1974 tháng 7 âm lịch. Tháng này tuổi Giáp Dần chỉ muốn làm việc độc lập, không thích lắng nghe đóng góp ý kiến của người khác, vì điều đó khiến bạn có cảm giác tiến độ công việc bị chậm lại. Nguyệt lệnh bệnh nên bản mệnh cũng thiếu chủ động hơn trong công việc khi không có nhiều động lực để mỗi sáng háo hức được đi làm. Lý do có thể vì bạn thường xuyên tìm động lực từ bên ngoài.
nên mới xảy ra những vấn đề như thế. Ngay từ bây giờ, bạn cần học cách để tự tìm ra đam mê, mục đích, khi đó bạn sẽ tuân thủ sự kỷ luật hơn là cảm hứng, cảm xúc của mình. Lúc này bạn nên dành thời gian phân tích để có được sự rõ ràng trong công việc và giải quyết những sai lầm đã xảy ra. Nếu không, việc lặp đi lặp lại những sai lầm cũ khiến chính bạn và những người xung quanh đều khó chịu. Đừng tin tưởng đồng nghiệp hay cộng sự, dù là người thân tính tới mức kể hết mọi dự định của mình ra nhé. Sự sáng tạo sẽ giúp bạn bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bạn thích thú ngay cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc. Bản mệnh đang từng bước tiến đến vị trí cao hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Đồng hành với Giáp Dần là những người đồng nghiệp có chuyên môn, bản mệnh nên lắng nghe, tiếp thu và thảo luận công việc để tìm ra ý tưởng sáng tạo khi gặp vấn đề nan giải. Xét phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần sinh 1974 tháng 7 âm lịch. Về phương diện tài lộc, bản mệnh tháng này có thể kiếm được tiền, nhưng có nhiều khoản chi bất ngờ xuất hiện như ma chay, cưới hỏi, sinh nhật, thăm người ốm, nếu không thận trọng có thể phá vỡ kế hoạch tiết kiệm vào lúc này. Tình hình tài chính của tuổi Giáp Dần phụ thuộc vào chất lượng công việc và hiệu suất làm việc, thời điểm công việc phát triển. Mức thu nhập của bản mệnh gia tăng ổn định, có dư trong các khoản chi tiêu, bản mệnh có thể lựa chọn cất giữ của cải hoặc đầu tư an toàn để tăng thu nhập cá nhân. Đại hao xuất hiện khiến tuổi Giáp Dần khó khăn hơn trong việc kiểm soát chi tiêu, việc mua sắm quá nhiều món đồ có giá trị cao khiến nhiều người rơi vào tình trạng thiếu tiền vào cuối tháng. Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng này đang không được ổn định, bạn chỉ nên ưu tiên các giải pháp an toàn nhất có thể. Thời gian này, nếu ai hỏi vay tiền bạn thì hãy khéo léo từ chối. Có thể bạn rất muốn giúp người ta, nhưng cần thực tế hơn với tình hình tài chính của mình ở hiện tại. Bạn cũng đang gặp khó khăn nên chớ sĩ diện. Trong giai đoạn khó khăn, nếu là người kiểm soát doanh thu tài chính tốt, đương số sẽ sớm thoát khỏi vòng xoáy thiếu hụt tiền bạc. Đầu tư thông minh để tiền đẻ ra tiền bạn nhé. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Giáp Dần sinh 1974 tháng 7 âm lịch. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới vận trình tình cảm của tuổi Giáp Dần không hề nhỏ, nhất là các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng kéo dài. Người độc thân dù rất quan tâm hơn tới đời sống tình cảm, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đó là lý do bạn có cảm giác thất vọng một chút. Chính lúc này, con giáp mới càng để lộ ra rằng bản thân quá phụ thuộc vào người ấy. Bạn thiếu đi bản lĩnh của mình nên dễ bị u mê vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Những bất hòa thường ngày không gây ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng. Khi cả hai có sự sẻ chia thấu hiểu và bầu bạn với nhau, khoảng cách thế hệ xuất hiện giữa mối quan hệ con cái, cha mẹ, bản mệnh trong vai trò là người con cần hiếu kính, tôn trọng đấng sinh thành ra mình. Với vai trò là người cha, quý tuổi nên yêu thương, trò chuyện và tôn trọng các con. Trong tháng cô hồn này, bạn nên học cách yêu thương bản thân. Có thể thời gian qua bạn đang đuổi theo những thứ hạnh phúc tạm bợ ở bên ngoài. Tinh thần bạn sẽ rất tích cực nếu bạn chịu thay đổi mình, chịu khó vui chơi với bạn bè, tham gia các chuyến đi thú vị cùng mọi người. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần 1974 tháng 7 âm lịch. Tháng này tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Giáp Dần khá tốt, giúp bạn thực hiện tốt kế hoạch và dự án của mình. Bạn không quá tin tưởng vào các thực phẩm chức năng, thay vào đó dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình từ thể lực đến trí lực mỗi ngày. Kết quả như hiện tại thực sự là thành quả của một quá trình dành bạn áp dụng cách phù hợp với bản thân. Nhị hắc nhập cung chính tây, nhắc nhở người mệnh này nên quan tâm chú ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người già, đặc biệt là các vấn đề thường gặp phải như cao huyết áp, bệnh về hệ hô hấp hoặc dạ dày. Ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của Giáp Dần cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên hơn. Bản mệnh nên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn như rượu, bia, hút thuốc lá để ngăn ngừa bệnh tật. Bản mệnh có thể nâng cao đời sống tinh thần bằng cách tập luyện thể thao, tham gia chuyến du lịch ngắn, thư giãn, cũng là cách hồi phục năng lượng sức lực để làm việc có hiệu quả hơn. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Giáp Dần 1974. Tháng 7 này được coi là một tháng vượng nhân duyên đối với Giáp Dần, bằng chứng là bạn sẽ có kha khá ngày may mắn trong tháng, mà đa phần vào những ngày đó đều là cơ hội để bạn đón nhận hạnh phúc. Ngày mùng 3 âm lịch. Tính cách sôi nổi của bạn giống như mang nét quyến rũ vô hình, được nhiều người khác phái cảm mến. Thậm chí, hôm nay nếu có ai đó chủ động theo đuổi bạn công khai, cũng là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày mùng 5 âm lịch. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân có thể tìm thấy một nửa thích hợp, người đã có đôi có cặp càng thêm khăng khít, ngọt ngào, mọi hiểu lầm hay cãi vã trước đó đều được hóa giải, tâm trạng của bạn cũng tốt hơn hẳn. Ngày mùng 8 âm lịch.
Được quý nhân giúp đỡ để giải quyết hết các vấn đề còn tồn đọng trước đó, bạn cũng sẽ được đón nhận các cơ hội mới, thời cơ mới để thăng tiến sự nghiệp. Ngày 12 âm lịch. Mức độ cạnh tranh trong kinh doanh tăng lên, rất may là bạn có phương pháp của riêng mình. Không dễ dàng để đối thủ vượt qua quá dễ dàng, những người làm về dịch vụ, tiếp thị khách hàng cũng rất may mắn trong hôm nay. Ngày 17 âm lịch. Sự nghiệp phát đạt, có cơ hội được trọng dụng, điều này đến từ thái độ làm việc nghiêm túc, không kém phần mạnh dạn và chủ động của bạn. Ngày 19 âm lịch. Những điều bạn muốn nói và muốn làm nên tranh thủ thực hiện ngay trong những ngày này, sẽ có người trợ giúp đắc lực, việc kinh doanh buôn bán cũng khá thuận lợi. Ngày 21 âm lịch. Có cái nhìn tinh tường, đầu óc sáng suốt để tham gia vào các dự án đầu tư, bất kể là đầu tư về người hay là về vật đều sẽ có thu hoạch hơn cả mong đợi. Ngày 23 âm lịch. Chẳng những thu nhập được cải thiện mà những khoản nợ cũ cũng được giải quyết, có thêm cơ hội phát triển bản thân, giúp cho tài chính của Giáp dần tăng tiến không ngừng. Ngày 27 âm lịch. Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp. Hôm nay hãy chú ý chăm chút hơn cho ngoại hình của mình và đón chờ may mắn của mình bạn nhé. Ngày 29 âm lịch. Ngày vượng nhân duyên, phần lớn là người khác chủ động tiếp cận bạn. Nếu trong đó có người bạn cũng có lòng cảm mến, hãy thử bật đèn xanh cho đối phương nhé. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Giáp Dần 1974. Đầu tiên chúc mừng người tuổi Giáp Dần sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm sử lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Giáp Dần sinh vào tháng 2 âm lịch tài trí hơn người, dùng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh ban tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Trong các tháng trong năm, tháng 2 âm lịch trùng với thời điểm tốt, nên người sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên vạn người không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Vận mệnh người theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Trong công việc, họ cũng có nhiều ý tưởng để tìm được sự đột phá từ khó khăn, do đó, người tuổi này không dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ, sa sút không lối thoát, con giáp may mắn có khả năng, có vốn liếng, làm ăn phát đạt, do đó họ kinh doanh thành công làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ, thật đáng để người khác ghen tị. Vào thời điểm này con giáp hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để đứng lên và đạt được những kết quả tốt hơn. Một mặt, đương số kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn, mặt khác vận may bổ vây, nên họ lại gặt hái thêm được những điều tốt đẹp khác. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, thời tiết nóng bức, song cây cối lại xung xuê tươi tốt, người tuổi Giáp Dần sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền. Con cháu hiền hòa hiếu thảo, người này tiền vận không được tốt cho lắm. Sau từ sau tuổi trung niên, thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bị kịp. Tuổi này sinh vào tháng này trời sinh thông minh đỉnh ngộ, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Người này sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Tài lộc của người tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 này sẽ có chiều hướng gia tăng và tiến triển thuận lợi. Đây quả là khoảng thời gian may mắn của bản mệnh trên phương diện tài chính. Nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén, linh hoạt nên bạn có thể nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền tốt hơn người khác, từ đó nắm bắt và thu về lợi nhuận cao, sẽ diễn ra tương đối ổn định và hanh thông. Con giáp này luôn được đánh giá cao vì là người biết tôn trọng quy tắc, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm. Tất cả điều này mang lại nhiều lợi thế lớn cho bản mệnh trên con đường công danh và cạnh tranh. Người độc thân trong ngày dễ tìm được người tri kỷ, tâm đầu ý hợp với mình, vậy nên hãy ra ngoài và giao tiếp nhiều hơn. Với những người đã kết hôn, bạn sẽ giải quyết mâu thuẫn tồn tại bấy lâu, từ đó khiến gia đình ngày một hòa thuận hơn. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó,
Cũng chính nhờ thế mà hun đúc cho người sinh tháng này ý chí hơn người. Có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng. Có điều ý chí không thiếu, mà tài lực lại có phần ít ỏi. Nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ đến cùng, có ý chí, có quyết tâm. Sau một đời nhiều lần thất vọng, khi ước mơ khó lòng thực hiện, bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có người quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn có thể gặp phải chuyện tang tóc mất đi người phối ngẫu. Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt, nên người tuổi Giáp Dần sẽ được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn vào tháng 7 âm lịch, tiền bạc rủng rỉnh, lợi nhuận thu về gấp nhiều lần so với những ngày khác, giúp tuổi Dần có thể có được cuộc sống thoải mái. Ngoài ra, chuyện tình yêu lứa đôi vẫn tiến triển tốt đẹp, nhờ sự bao dung, nhường nhịn lẫn nhau, bầu không khí gia đình giữ được sự ấm êm, thuận hòa và đem lại cảm giác hạnh phúc đích thực cho những người trong cuộc. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, xem vận mệnh của người tuổi Giáp Dần theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông bạc nhược, nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Tháng 7 âm lâm cục diện lục hợp, người này đang được may mắn đang đứng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc, đặc biệt những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều, việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn. May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình, nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm tiến triển rất nhanh. Cuối cùng là người tuổi Giáp Dần sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tức tiết lập đông, vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này tuy vất vả nhưng không được như ý. Có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, phúc lực mỏng. Phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp, cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điềm báo hiểm họa lao tù, nên con giáp này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái, nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công. Mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Tháng 7 âm lịch bản mệnh quyết đoán và khôn ngoan trong các quyết định công việc, tài chính. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền hay đưa bản thân lên một nấc thang mới trong sự nghiệp cá nhân. Đôi khi bạn cũng có chút lo lắng, nhưng sau đó lấy lại tự tin rất nhanh, tinh thần nỗ lực của bạn đã đem tới trái ngọt xứng đáng. Sự nghiệp dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng tốt, bản mệnh có cơ được trọng dụng, hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn, giúp phát huy năng lực khẳng định vị thế.
bản mệnh nên chú tâm vào việc đang làm, xác định rõ mục đích là gì và đừng để những chuyện vụn vặt riêng tư khiến mình bị phân tâm. Hãy cố gắng nỗ lực và chăm chỉ để giành được thành công. Quý vị thân mến, nếu bạn cảm động người ta bằng lòng thành, người ta cũng sẽ đáp lại bằng lòng thành. Bạn có thật lòng hay không đều có thể bị người khác cảm hóa. Cho dù có thể lừa dối một lần, thì lần sau cũng không thể lừa dối tiếp. Nếu bạn thành thật với người khác thì người khác cũng sẽ thành thật với bạn. Còn nếu bạn không trung thực thì người khác sẽ tránh xa. Thiện ác luôn đi với nhau như bóng với hình. Cho nên trong tâm mà nuôi dưỡng cái thiện, chưa làm việc thiện, phước lành đã đến rồi. Trong tâm mà nảy sinh cái ác, dù chưa làm việc ác, hung thần đã theo rồi. Nếu đã từng làm việc ác mà sau này hồi tâm ăn năn hối cải, lâu dài ắt sẽ được cát lành, ấy gọi là chuyển họa thành phúc. Trung thực được hay không là tùy vào mỗi người, các bạn đừng có tư tưởng lừa lọc người khác, có lần đầu thì sẽ có những lần sau, dần dần mất hết uy tín. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì và không bao giờ đi lừa dối bản thân và những người khác. Cảnh giới này bạn đã làm được chưa? Sống khiêm tốn có tác dụng gì đối với con người? Nếu bạn phụ người, lương tâm cắn rứt, nếu lương tâm trống rỗng, bạn sẽ thu nhận rộng rãi, nếu bạn lấy rộng rãi mà đối đãi với người khác, bạn sẽ lên cảnh giới cao hơn. Chỉ có khiêm tốn mới có thể mở mang tâm trí và nâng cao cảnh giới của chính mình, bởi vì trái tim khiêm tốn thì biết cởi mở và chấp nhận, trong khi trái tim không khiêm tốn thì đóng kín và keo kiệt. Sự khiêm tốn còn liên quan đến hình mẫu của một người, sẽ ảnh hưởng đến những thành tựu mà một người có thể đạt được theo thời gian. Đối lập với khiêm tốn là tự cao tự đại. Bệnh hiểm nghèo trong nhân cách của con người chính là sự tự cao tự đại, người kiêu ngạo không được hoan nghênh. Chỉ có người khiêm tốn mới được hoan nghênh, nếu bạn làm việc khiêm tốn thì sẽ được lòng nhiều người, nếu bạn kiêu ngạo thì nhiều người sẽ bỏ đi. Vì vậy, khiêm tốn hay không kiêu ngạo thực sự liên quan đến cách mọi người làm mọi việc và liệu họ có thể làm được những việc đó hay không. Khát vọng của một người không được đi kèm sự giả dối, hành động phải ngay thẳng, điều này cho chúng ta biết rằng mặt trái của liêm chính, chính trực là đạo đức giả và xấu xa. Và người không trung thực thường là người đạo đức giả và xấu xa, vì nó liên quan đến thiện ác, liêm khiết hay giả dối. Nó liên quan trực tiếp đến kết quả khi làm việc cho người khác. Nên bạn phải hết sức đề cao tính chính trực trong công việc. Muốn dạy người khác hay làm việc cho bất cứ ai, thì nên đặt tính chính trực lên hàng đầu. Một người sinh ra đã ngay thẳng, lòng ngay thẳng làm cho nhân cách ngay thẳng, hiên ngang với cuộc đời. Người ngay thẳng đi theo con đường chân chính, nói một cách hợp lý, họ công bằng và vị tha, không vụ lợi, không tham lam. Người ngay thẳng là người sống hợp tình hợp lý, công bằng, có nguyên tắc trong cách cư xử và hành động của mình. Chỉ có người như vậy mới có thể là người tốt, làm nên việc tốt. Không cần nói cũng biết đến tầm quan trọng của sự kiên trì, bền bỉ. Cho dù là tu dưỡng bản thân hay làm việc cũng không thể thiếu đi sự kiên trì. Kiên trì là nền tảng của sự thành công khi trưởng thành. Nó là điều dễ nói nhất và cũng là điều khó làm nhất. Nhưng dù đơn giản đến đâu cũng phải lắng nghe, dù khó đến đâu cũng phải làm. Học được kiên trì thì mọi việc ắt sẽ thành công hơn mong đợi. Thái độ sống với mọi người, hành vi ngay thẳng, tính tình trong sạch, tướng mạo tốt, tất cả đều nhờ vào lòng kiên trì. Người thành công là người biết kiên trì từ việc nhỏ làm được đến việc lớn. Khi đối mặt với thử thách, người biết kiên trì sẽ điều tiết tốt cảm xúc và luôn hướng tới mục tiêu. Những người nóng nảy, không biết kiên trì thường hại thân, vì khi tức giận chúng ta thường nói những lời khó nghe, ảnh hưởng đến người khác, hoặc khi không kiềm chế được cơn nóng giận chúng ta đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.